đấy, Hoàng Dung đã tác rồi. Câu 1, Hồng Đào, thủ khoa đương thời của lớp chúng ta cho rằng là 1B. Không biết là Mỹ Trần vừa mới vào. Mỹ Trần thì cá mập, mà Hoàng Dung thì con gì cũng không biết nữa. Nào, câu 1 có phải là B không ạ? We all know how wonderful you are. Wonderful này có nghĩa là tuyệt vời này. Đây là một tính từ, wonderful là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng tôi biết rằng là bạn rất là tuyệt vời. There's no need. No need. Need ở đây là một cái danh từ các em nhé. Need vừa là động từ nhưng ở đây nó là một danh từ đúng không ạ? This is cộng với một danh từ không đếm được hoặc là số ít. Không có cái gì ạ? There's no need to show. Show thì đây các em. Show off. Show off. Show down hay là show forward. Ở đây thì chắc chắn là các em sẽ gặp hai từ giờ khá là quen thuộc, đó là show off và show off đúng không nào? Show off ấy có nghĩa là appear, là xuất hiện. Các em lưu ý cái này này, show off này nó tương đương với cả appear là xuất hiện. Được chưa? Xuất hiện, come off đến. Còn cái từ show off này thì là gì? Mỹ Trần cũng cho rằng là đáp án B luôn. Hồng Đào cũng cho rằng là B. Có bạn nào có đáp án khác không ạ? Minh Liêu Cà Mau, em cho đáp án gì em ơi? There's no need to show off là một đáp án rất là dễ dàng, có thể lựa chọn đúng không? Chúng ta loại được ngay những cái đáp án này bởi vì là cái cụm show off rất là quen thuộc. Show off có nghĩa là gì? Tức là mình không cần phải thể hiện ra bên ngoài thì người ta là không cần phải show off. Tức là show off có nghĩa là thể hiện ra bên ngoài đúng không? Rồi, tình yêu không nhất thiết phải show off em ạ. Tình yêu đôi khi nó là gì ạ? Càng thầm lặng thì lại càng bền vững nhá. Đấy, bạn nào mà muốn là tình yêu bền vững thì đôi khi cũng không cần phải show off quá nhiều nhỉ. Để cho đối phương phải tấn công nhiều hơn mới là thành công em ạ. Bây giờ mình đến với câu số 2 nhá. Đình Chiêu có đồng ý không ạ? Chào em, chào em. Gia Tuệ có đồng ý không ạ? Mi Liêu Cà Mau, em có đồng ý với quan điểm của cô không ạ? Tình yêu không cần show off quá nhiều nhá. Show off là dễ thất bại. Mà cũng không biết được nhỉ. Đấy là cô nghĩ thế chứ còn Mỹ Trần có khi lại nghĩ khác. Khoe khoang à? Đúng rồi, show off là khoe khoang, phô diễn. Đấy, đấy, tình yêu có khi không cần phải phô diễn khoe khoang, cũng như là sự tuyệt vời của bạn như vậy đúng không? Bạn là tất cả đều biết rồi. Ok. Xin chào Nguyễn Trúc Thanh Thảo, chào các em đang xem buổi live của cô. Hôm nay chúng ta sẽ live về 100 câu trắc nghiệm thực chiến với giới từ mà chúng ta thường gặp trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia nhá. Học sớm là thể là gì ạ? Là để show off độ nguy hiểm của mình em nhá. Ok các bạn, thả tim. Chào bạn, chào các em. Ok, bây giờ mình đến với câu 2. I arranged to meet Jim after work last night, but he didn't turn. Turn đây là turn gì ạ? Turn off. Turn off, turn on hay turn down. Ở đây các từ turn này nó đều có nghĩa đấy nhá. Turn off nó như kiểu là tắt cái gì đi. Tắt như tắt điện, tắt đèn ấy. Turn off the light, ví dụ thế. Turn on thì là bật lên. Xin chào veteran. Xin chào veteran nha. Veteran inbox cho cô tư vấn lộ trình cho veteran nha. Ở đây chúng ta sẽ có turn gì ạ? Turn off là tắt, ngược với turn on là bật lên. Ở đây chúng ta 2A. Bùi Xuân cho rằng 2A. À, arrange ở đây động từ này có nghĩa là sắp xếp. Arrange là sắp xếp. Arrange to do something là sắp xếp để gặp gỡ Jim sau giờ tan làm để tối hôm qua. Đấy, không biết là mục tiêu bí hiểm gì mà lại phải gặp gỡ Jim sau giờ tan làm. Nhưng mà anh ta lại càng nguy hiểm hơn, đó là he didn't turn gì ạ? Turn off là anh ta không tắt à? Hay là turn on là anh ta không bật? Câu này thì không đúng rồi, cho nên chúng ta bỏ ngay turn A và C đi. Ok, Quốc Hưng ơi bỏ C nhá, không thể là turn on là bật lên được nhá. Dầm ba dễ lắm là cái gì em? Ok, các bạn đang nói tiếng Tây hay tiếng Tàu mà cô chẳng hiểu thì cả. Dầm ba dễ lắm là tiếng gì đấy em ơi? Ở đây chúng ta có turn down, turn somebody down. Cái cấu trúc turn somebody down các em cũng nên quan tâm một chút nhá. Ở đây chúng ta có cái cấu trúc là turn somebody down ấy, có nghĩa là làm ai đó thất vọng. Disappoint somebody. Disappoint là làm ai đó thất vọng em ạ. Đấy, disappoint là thất vọng. Ở đây thì chúng ta là he didn't turn down, tức là anh thì phải có cái giới từ là turn ai đó cơ. Cho nên là chỗ này không thể là turn down được, mà chỗ này phải là turn up. Và turn up nó có nghĩa là gì nhỉ? Turn up là ở đây có thủ khoa Hồng Đào, thủ khoa đương thời của cô cho là một đáp án rất chính xác. Hiện nay thì có thủ khoa đương thời rất là chính xác ạ. Turn up, cả lớp chú ý nó cũng là xuất hiện nhá. Nhá, turn up là xuất hiện, được chưa ạ? Không có người yêu cũ á,
Không có người yêu cũ thì tắc tạm người yêu mới và em ạ. Bởi vì người yêu mới ấy, thì cái tốc độ chuyển thành người yêu cũ cô thấy cũng rất là nhanh. Cái tốc độ chuyển từ người yêu mới sang người yêu cũ cũng nhanh lắm. Tình yêu nó không biết thế nào mà lựa cả nhá. Cho nên là mình có thể không có người yêu cũ thì tắc người yêu mới cũng không sao hết. Ok, Tú Linh Nhi, chào em, gặp lại em ở trong buổi học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học về 100 câu trắc nghiệm thực chiến về giới từ nhá. Bạn nào quan tâm đến cái lớp học Live VIP và Live VIP Pro cô ở đó thì các em sẽ học rất là nhiều những chuyên đề. Và chúng ta sẽ theo một lộ trình rất là bài bản để giúp các em đạt được mục tiêu 8 cộng, 9 cộng nhá. Ok, Lâm Phong, đấy là điều hiển nhiên mà em. Không biết là trong cuộc đời các em thì đã turn up bao nhiêu người yêu cũ thành người yêu mới rồi. Nhưng mà, à quên, người yêu mới thành người yêu cũ rồi. Nhưng mà trải nghiệm của cô thì cũng thấm thía phết ấy. Ở đây các em lưu ý từ turn up là xuất hiện nhá. Xin chào Tú Linh Nhi. Các bạn đừng cười nha, đừng cười nha. Đấy là một quy luật không bao giờ thay đổi của tình yêu đấy em ạ. Be careful là cẩn thận. Be careful on that horse, đúng không ạ? Cẩn thận với con ngựa đó, đúng không? Ở đây on có nghĩa là ở trên, tức là như kiểu là mình cưỡi ngựa ấy. Đấy. Rồi, don't fall gì đây? Fall into, hay fall against, hay fall behind, hay fall off. Nào, xin chào Lâm Phong. Hà Bảo Nhi nghe cô nói cái gì cơ Hà Bảo Nhi ơi? Cô có nói cái gì đâu, cô chỉ chia sẻ tâm sự thôi mà. Mỹ Trần cho rằng là fall off à? Hồng Đào, thủ khoa đương thời nói thế nào thì điểm danh đúng như thủ khoa đương thời luôn. Ok, Thu Trang, hôm nay mời thầy Thu Trang vào. Nào, bây giờ mình sẽ xem nhá. Fall into, into là vào cái gì đó thì thường đằng sau đó phải có một cái tân ngữ là ngã vào cái gì đó, có ví dụ thế. Against cũng vậy. Again thường đằng sau nó phải có một cái gì đó. Behind cũng vậy, tức là đằng sau nó phải có tân ngữ là behind cái gì. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là don't fall off. Fall off thì có nghĩa là ngã thôi, ngã xuống thôi. Đúng rồi, xin chào Lý Vinh Hiển nhá. Wow, xin chào em. Tên em giống như kiểu là thủ tướng của Singapore nhỉ. Lý Hiển Long, Lý Vinh Hiển. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 4. Câu số 4. Nào, a stone fell on my head. Từ fell này là quá khứ của động từ fall nhá. Ở trong đây có bạn nào còn đang chưa biết động từ quá khứ rồi các dạng các cái dạng đặc biệt, dạng bất quy tắc không ạ của động từ không ạ? Bạn nào mà đang còn lơ tơ mơ nhá, mà muốn khôi phục cái tiếng Anh của mình nhanh là phải inbox vào trong page để cô tư vấn cách để có thể chia sẻ giúp em cách học ngữ pháp thật là tốt nhá. A stone fell on my head. Một viên đá gì? Fall on my head là rơi vào đầu mình. Chết chết chết. Knock me gì đây? Knock bình thường có nghĩa là gì ạ? 4D à? Ok, 4D. Knock bình thường có nghĩa là gì nhỉ? Đừng bạn nào đọc là cần knock nhá. Cái này âm ca này là âm câm, cho nên chúng ta chỉ đọc là knock, knock. Được chưa ạ? Không phải là cần knock nữa nhá. Âm ca này là âm câm, không đọc lên. Knock me gì đó. I was unconscious. Từ un này là tiền tố trái nghĩa. Conscious là tỉnh táo, thì unconscious là bất tỉnh. For half an hour. Half này là 30 phút nha. Chi Nguyễn cho rằng đáp án 4D á. Có ai đồng ý với Chi Nguyễn không? Thu Trang cũng cho rằng là 4D à. Knock me gì đây? Knock me with á. Ôi dồi ôi, with thì thường nó phải có cái tân ngữ đằng sau nhỉ? Với cái gì đúng không? Knock up cũng không chính xác rồi. With không chính xác. Knock me out hay knock me off nào? Cờ knock là chết nha em ơi, cờ knock là chết nha. Bây giờ mình sẽ chọn gì đây ạ? Knock gì ạ? Ở đây, cái từ knock này bình thường mình sẽ đọc là knock. Và thêm ed các em đọc là knocked. Được chưa? Cách đọc ed cũng là một trong những cái chuyên đề mà các em nên theo dõi. Bởi vì cái cách đọc ed nó cũng sẽ xuất hiện trong cái dạng đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia ở cái bài phát âm nhá. Cho nên là bạn nào chưa biết cách đọc ed là phải học. Nhá, chúng ta chọn knock gì cho chính xác ạ? Chúng ta chọn knock gì đây các em ơi? Có bạn đang bảo là knock me out, có bạn thì đang bảo là knock me off, được không ạ? Ok. Xin chào Peteran chọn gì? Chưa thấy Peteran điểm danh đáp án nhá. Chưa thấy Peteran điểm danh đáp án, xin chào Triệu, xin chào Triệu. Ở đây ý, thì chúng ta sẽ có một cái đáp án mà chúng ta sẽ phải lựa chọn. Đó là gì ạ? 4D. Knock me. Knock. Knock. Knock off có nghĩa là gì ạ? Knock off là gì em ơi? Các bạn giải thích cho cô sự khác biệt giữa knock off và knock out một chút đi nhá. Nào, knock off và knock out có nghĩa là gì ạ?
Ở đây ấy, các bạn lưu ý cho cô, chúng ta phải chọn một cái cụm từ mà nó có nghĩa là bất tỉnh ấy, tức là mình phải bị ngã và bất tỉnh đúng không nào? Và chúng ta sẽ có đáp án giống như một số bạn đang chọn ở đây. Lâm Phong chọn C thì chưa chính xác lắm, chúng ta sẽ phải chọn gì ạ? Knock me out, knock me out có nghĩa là làm cho tôi bị ngã ra, vung ra, làm tôi bị vung ra và tôi bị ngã xuống, từ kiểu như vậy, và tôi đã bất tỉnh. Thì đấy chính là cái cụm knock out nhá. Knock out trong trong cái, các em có biết cái môn boxing không? Cái môn boxing nó cũng có những cái vòng knock out. Knock out tức là đánh nhau, bật tung nhau ra và làm cho người kia ngã thua đâu đó, thế là thôi, đăng. Đấy chính là ý nghĩa của từ knock out. Knock somebody out có nghĩa là làm cho ai đó bất tỉnh rồi là bị ngã ra. Được chưa ạ? Câu số 5. There was a $20 note lying. Được chưa ạ? Cái từ lying này ý, là bạn nào mà để ý kỹ thì sẽ thấy là nó giống như từ dying là chết ý. Đây này, từ die này này. Đấy, khi mà chúng ta bị chuyển sang verb ing nó sẽ thành y dài thêm ing. Thì cái động từ like cũng vậy, và chúng ta sẽ phải chuyển thành y dài thêm ing các em nhá. Được chưa? 5C à? Lying này có hai nghĩa. Cái từ like nghĩa thứ nhất ý. Đấy, cái từ like nghĩa thứ nhất này, lying là verb ing của từ like này, nghĩa thứ nhất là nằm và nghĩa thứ hai là nói dối. Nằm hoặc là nói dối. Thì đây chúng ta sẽ xem là cái từ lying đây là nằm hay nói dối nhá. Có một cái tờ note, note là một cái tờ tiền giấy ấy, 20 đô nằm ở trên pavement là vỉa hè. Khi mà tiền giấy mà tiền mà nó lại nằm ở trên vỉa hè thì phản xạ của Triệu là gì em? Phản xạ của Hạnh Lê là gì? Chào Nam Trang, anh em đang theo học cùng cô ạ. Cô gọi tên Huỳnh Ngân luôn, gọi cả tên người yêu cũ của em bây giờ luôn nhá. Xin chào Dương Phanh Phanh. Câu xin chào Thanh Nhi. Nào bây giờ 5 bạn My Liêu cho rằng là C. Không biết là tại sao My Liêu lại có đáp án là C ạ? Mỹ Trần cũng tên là C ạ. Nguyễn Thanh Nhi à? Ok, chào Thanh Nhi. I pick it gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ không bao giờ có pick it in đâu. Cái động từ pick nghĩa gốc của nó là hái, là nhặt. Ví dụ nhá, hôm nay rảnh quá em ạ, đi hái hoa. Đấy, có bạn nào rảnh đi hái hoa hái táo ấy, thì sẽ là pick the flowers, pick the apples. Đấy là nghĩa của từ pick. Và từ pick này nó cũng có nghĩa nữa đấy, theo cái cụm động từ của nó. Ngọc Quyên bảo là pick up là gì em? Pick up là gì? À bây giờ chúng ta sẽ lưu ý này, cái từ pick up nó sẽ có hai nghĩa. Chắc chắn chỗ này không phải là below rồi, bởi vì below là ở dưới thì không liên quan. Cái động từ pick này là nhặt lên, và chúng ta sẽ phải xem là cái cụm động từ nhặt lên nó là gì. Nó cũng không phải là pick up mà nó sẽ là pick up. Up kiểu như là nhặt từ dưới lên đúng không? Đúng rồi. Các em lưu ý pick up có hai nghĩa giúp cô nhá. Pick up có hai nghĩa, pick something up thì có thể là nhặt lên, nhưng mà pick somebody up thì lại là đi đón ai đó, đi đón em ạ. Các em lưu ý cho cô cái từ pick up có hai nghĩa, riêng cái cụm pick up có hai nghĩa nha. Hồng Đào nha. Pick something up là nhặt cái gì đó lên, nhưng mà pick somebody up thì là đi đón ai đó. Chiều mưa người yêu cũ đi đón mình thì đấy là người yêu cũ đi pick mình up lên, đúng không ạ? Các em lưu ý cái pick somebody up nha. Rồi ok Nhi, Huỳnh Ngân, Trọng Tín, Hồng Đào, chào các em. Hôm nay rất là nhiều bạn để lại comment đáp án cho cô. Điều đó thể hiện là gì ạ? Chúng ta rất là chăm chỉ và rất là nguy hiểm. Bởi vì có nguy hiểm thì mới dám thể hiện đáp án em ạ. Còn những bạn mà đang xem live tàu ngầm của cô mà chẳng để lại đáp án là chưa nguy hiểm lắm đâu nha. Ok, bây giờ nhìn vào câu 6 này. I saw a jacket. Tôi nhìn thấy một cái áo khoác đúng không ạ? Which I like. Đây là cái tân ngữ lẽ ra đứng ở đây. Đấy, lại ta đứng ở đây, nhưng mà vì là đây là mệnh đề quan hệ cho nên là cái tân ngữ chỉ vật này sẽ đảo lên trước. Tôi thấy một cái áo khoác cái mà tôi rất là thích ở trong cửa hàng. So I went in, tôi đi vào and try gì ạ? Hôm trước đã nói cái động từ try này rồi, try có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cố gắng làm gì, try to do, và nghĩa thứ hai là thử cái gì đúng không ạ? Và thử cái gì bình thường các em sẽ có một cái cấu trúc là thử làm gì ấy, thì sẽ là try verbing. Ở đây là try it gì đây? Chấm chấm to see if it fitted me. Cái từ fit này này là vừa vặn, vừa với cơ thể của mình ấy. Đấy. Thì đi đi mua quần áo các em có thử không? Giống như người yêu còn phải yêu thử thì quần áo chắc chắn là phải thử đúng không? Ngọc Quyên đồng ý với cô không? Ok, mình sẽ xem nhá. Try it gì đây? Try it back. Back thì thuộc về cái gì đó, thuộc về đằng sau, quá khứ thì không đúng rồi. Try it away thì cũng không đúng. Away kiểu như là đi ra đằng xa ấy. Through là trong suốt thì cũng không chính xác. Ở đây chúng ta sẽ chọn try on. Try it on là thử trang phục lên người, thử mặc lên người, thì chúng ta sẽ có từ try on mà sẽ không phải là bất cứ giới từ nào khác.
mặc cái gì, thử mặc cái gì, chắc chắn chỉ có try on thôi nhá. Đến với câu 7 đúng không ạ? Câu 7 nào. Ok, Thanh Nhi, Nguyễn Thụy Thanh Nhi à, tên em đẹp thật đấy. 6A. Đấy, tên đẹp như người và đáp án cũng rất là chính xác luôn. Thanh Nhi có đáp án gì cho câu 7 của cô không ạ? Trọng Tín, Nguyễn Hiền, Minh Ngọc, chào các em. Ok, Thu Trang, Ngọc Quyên, Hạnh Lê. Hạnh Lê hôm nay để lại comment nhiều nha, cô xem đúng sai thế nào đây. Mỹ Trần bảo 7C á. Mỹ Trần nói thế nào thì cả lớp làm theo như thế luôn nhá. Mỹ Trần nói 1 là 1, không bao giờ nói thành 2. Sorry, I'm late. Tôi muộn đúng không ạ? The car broke. Broke này là quá khứ của động từ break. Được chưa ạ? Có bạn nào bây giờ còn lơ mơ về động từ phân động từ bất quy tắc không ạ? Break thành broke nghĩa là gì? Break là vỡ. Nhưng mà cái từ break ở trong cái trường hợp này khi mà nó chuyển thành một cái tân ngữ đằng sau ấy, nó không còn nghĩa là vỡ nữa em ạ. On the way here là trên đường tới đây. Chúng ta có cái giới từ gì liên quan đến break ạ? Break over không liên quan rồi. Break about không liên quan rồi. Ở đây chúng ta cũng không dùng break down, out, break round mà chúng ta sẽ phải dùng break down. Break down có nghĩa là hỏng. Chỉ đơn giản là nó hỏng thôi. Đấy, break down chỉ đơn giản là hỏng thôi. Hạnh Lê nha, Triệu nha. Ok, Thanh Nhi, Hồng Đào, Thu Trang, Mỹ Trần. Đấy, toàn các bạn sinh nhất lớp thì điểm danh đáp án mà lại còn đáp án rất chính xác. Ok, Hạnh Lê, em tiếp tục comment để cô xem là tỷ lệ đúng trên tỷ lệ sai là như nào nha. Ok, Bùi Xuân, bây giờ đến với câu 8 này. What shall I do with this old newspaper? Được chưa? Newspaper, các em lưu ý nó luôn luôn có S nhá. Newspaper luôn luôn có S. Newspaper là báo và old newspaper là áo cũ, báo cũ. Được chưa? Shall này nó tương đương với từ will. Shall là nó tương đương với từ will. Tức là tôi sẽ làm gì với những cái đồng báo cũ này đây? Throw them. Câu này quá dễ rồi. Cái throw này là ném. Ném thì phải ném đằng xa đi. Ném bỏ đi đúng không? Chúng ta sẽ không có throw down trong trường hợp này. Không có throw off, không có throw along, mà chúng ta sẽ dùng throw away. Throw away là một cụm. Tất cả những cái cụm này các em cần phải take note nhá. Ví dụ như câu này là break down là làm hỏng này. Throw away là ném đi này. Ném ra đằng xa này. Đấy, ok, Ngọc Quyên. Chính xác. Bạn nào chọn 8A là đáp án chính xác ạ, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẵn sàng đến với câu số... chúng ta sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? Có một bạn vừa tâm sự với cô là cô dạy giỏi thế, cảm ơn em. Nói chung là cô giỏi thì sẽ có trò giỏi thì sẽ có cô giỏi đúng không? Chào các em nhá. Rất là nhiều bạn mà muốn trở thành những cao thủ thì có thể inbox vào trong page của cô. Cô sẽ chia sẻ với các bạn lộ trình học chi tiết của khóa học Live VIP và Live VIP Pro. Thì hiện nay các em đăng ký khóa học Live VIP Pro sẽ được tôi tặng kèm khóa Live VIP. Nói chung là mình VIP mà, mình Pro, mình cao thủ đúng không? Ở đấy thì thực sự là rất là nghiêm túc và cô sẽ đào tạo rất là nhiều bạn cao thủ đạt được mục tiêu 9 cộng. Đấy cũng là một cái căn điểm mà cô nghĩ là hoàn toàn có thể khả thi khi mà chúng ta chịu khó tương tác tốt với cô. Ok, câu số 9, Thụy Thanh Nhi cho rằng là B, Hồng Đào cũng B. Mi Liêu, Mỹ Trần, Hạnh Lê cho rằng là gì ạ? Các bạn cho rằng Hoàng Dung bảo 9B luôn. Warn là cảnh gì nhỉ? Has been. Đấy, has này là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành rồi. Xong lại có be cộng phân từ 2, chứng tỏ đây là câu bị động. Warn này có nghĩa là gì ạ? Warn này là cảnh báo và quá khứ của nó thêm ED. Tất cả mọi người đã được cảnh báo về nguy hiểm của hút thuốc rồi đúng không? Hoàng Dung có biết là hút thuốc nguy hiểm lắm đúng không? Ở đây chúng ta dangerous này, chúng ta thêm S là danh từ. Được chưa ạ? Là những cái sự nguy hiểm, những sự nguy hiểm của hút thuốc. Chúng ta có cái giới từ gì đây? Warn into. Warn không thể là into mà sẽ là against. Against. Warn somebody against something. Nghĩa là cảnh báo ai đó khỏi điều gì. Được không ạ? Dạo này các em lưu ý nhá, trong việc sử dụng điện thoại nhá, cẩn thận là cảnh báo là có rất là nhiều những cái cảnh báo trong cái thời điểm Covid này, nó cũng là những cảnh báo mà các em nên quan tâm, ví dụ như là cảnh báo về lừa đảo hay là gì đấy thì cô thấy xuất hiện khá là nhiều đúng không? Thì chúng ta đặc biệt là những cái cảnh báo như là click vào đây sẽ được tặng rất là nhiều quà, tặng một người yêu thì không nên nhá. Rồi bây giờ đến với câu số 10. He was found guilty. Ở đây cũng là một câu bị động em ạ. Cứ nhìn thấy to be, các em cứ nhìn thấy to be cộng với phân từ 2, đấy là một câu bị động. Được không ạ? Found là phân từ 2 của động từ find, rồi lại là tìm này. Đấy. Anh ta được thấy, tức là người khác thấy anh ta, hoặc là người ta truy ra anh ta. Là sao đây ạ? Tính từ guilty là tính từ phạm tội rồi. Guilty là phạm tội nha. Guilty in love.
Được chưa ạ? Phạm tội rồi, hạnh 10, hạnh Lê cho rằng 10C à? Ok, hạnh Lê. Hồng Đào cũng 10C. Nói chung là các cao thủ của cô toàn chọn C hết, không biết chúng không. Ở đây ấy, các em biết không, cái từ sentence này ấy, nó rất là hay. Cái sentence này là được gọi là gì ạ? Tuyên án tội gì? Đấy, ví dụ như là có những cái tội mà rất là lớn. Đấy, ví dụ như là tội gây hình sự chết người chẳng hạn, thì chúng ta hay có cái từ là bị sentence. Cái bị gì ạ? Bị sentence to death. Tức là xử phạt đến cái khung là khung xử phạt theo kiểu là xử tử đó, thì là sentence to death. Còn ở đây rất may là tội này chắc là cái guilty này nó nhẹ thôi, không phải là tội nặng như thế, cho nên không có từ sentence to death, mà chỉ có sentence to 6 months imprisonment. Imprisonment là tống tù. Imprisonment là danh từ tống tù 6 tháng. Và ở đây chúng ta sẽ có từ gì ạ? To là đáp án chính xác. Cái này các em phải học cái cụm thôi. Cái cụm là sentence to. Sentence to là kết tội gì, kết tội và quy tội gì, thì chúng ta sẽ có cái tội đằng sau. Ở đây là 6 months imprisonment, có nghĩa là tống tù 6 tháng. Được chưa ạ? Các bạn ơi, 600 anh em đang học cùng cô, thả tim, thả like cho cô, và đặc biệt là share bài cho cô nhá, để là chúng ta thể hiện là cái sự đối thủ của mình là không bằng mình đâu, đúng không? Mình đang học bài chăm chỉ cùng cô Giang Ly, và chắc chắn là mục tiêu 8 cộng 9 cộng là nằm trong tầm tay của các em thôi. Chúng ta vừa mới chữa xong được câu số 10 rồi, bây giờ các em đã sẵn sàng để đến với câu tiếp theo chưa ạ? Bạn nào chưa kịp tác người yêu cũ thì nhớ tác cho cô đi nhá, bởi vì là mình học là phải có sự sẻ chia, đúng không? Tác đồng bọn vào, cảm ơn các em. Lộn à? 10C à? Ok. Ok nha, đừng lộn ở câu 11 nha. Bây giờ mình đến với câu 11 nào. Cảm ơn team rất là nhiều. Ok, câu 11 chúng ta chọn gì đây? Xin chào Trang Trần, xin chào Mỹ Trần, Lâm Phong. Bây giờ mình đến với câu 11 nha. I've always, cái từ ver này là viết tắt của từ have nha. Đấy, cộng với phân từ 2, đây là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Tức là từ xưa đến nay, tôi luôn luôn coi. Cái từ regard này là coi. Coi bạn chấm 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 một trong những người bạn thân nhất của tôi. Đấy, một câu dẫn rất khá là hay đúng không? Từ xưa đến nay luôn luôn coi bạn là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta đã hiểu được câu 11 rồi thì chúng ta phải hiểu được cái cấu trúc của nó cơ. 11A, regard là gì em ơi? Tú Linh Nhi có đồng ý với 11A không Tú Linh Nhi ơi? Cái từ regard này nó có nghĩa là coi ai đó như thế nào đó. Và chúng ta sẽ không có từ with là với, không có từ up là lên, không có từ like là giống, mà phải là từ s. Từ s có nghĩa là như nhá. Từ s này có nghĩa là như. Được chưa? I've always regarded you as one of my best friends. Và các em lưu ý là luôn luôn sử dụng regard as nhá. Regard somebody as somebody hoặc là some gì đó. Được chưa? Regards as. Rồi, chúc mừng Hồng Đào, đáp án luôn luôn chính xác. Đẳng cấp khá là tốt. Ồ, đúng rồi. Các em ơi, các em muốn xem lịch live của cô, mà lịch live miễn phí, cô post hàng tuần luôn nhá. Cô post hết luôn từ đầu tuần, là trong tuần này là cô live những cái nội dung gì, và cô post cả tài liệu ở trên đó để các em có thể tham khảo. Có rất là nhiều tài liệu tham khảo nữa mà nhá. Còn tài liệu học cô cũng post ở trên đấy luôn. Cứ theo dõi cái page của cô đầy đủ nha. Còn nếu như mà em chưa rõ thì các em có thể inbox vào trong page, cô sẽ trả lời thêm. He put sunscreen on it. Oil là bình thường như kiểu là dầu ấy. Đấy, dầu ăn. Nhưng mà ở đây chúng ta không hiểu là dầu ăn nhá. Cái từ suntan là chống nắng ấy. Đấy, on his body. Được chưa? To protect his skin. Skin này là cái da này, da người của chúng ta này, skin này này. Đấy, skin care là chăm sóc da mặt đấy nha. Đúng không? Protect his skin gì ạ? Chúng ta có từ protect này là một cái tình thành một, chúng ta phải hiểu được cái từ protect ạ. Protect là có nghĩa là bảo vệ, và cái giới từ gì sẽ đi với từ protect đây? Xem nào. 12B á. Mỹ Trần cũng bảo 12B luôn. Hầu hết các bạn đang ở 12B. Vân Anh cũng đồng ý luôn. Quốc Hưng bảo 12B. Quốc Hưng này là chính xác thế nhở? Chuẩn mực luôn. Quốc Hưng ơi, em yêu mèo à? Ava mèo rất là đẹp luôn. Chúng ta xem nhá. Protect his skin gì đây? Through là xuyên suốt trong quá trình gì đó thì không đúng. Protect with, bảo vệ cái làn da với mặt trời thì không chính xác. Protect of cũng không phải là một cụm chính xác. Đây chúng ta có cụm protect from. Được chưa? Đồng ý với các bạn luôn. Protect something hoặc là somebody from something. Tức là bảo vệ ai đó khỏi cái gì nhá. Bảo vệ ai đó khỏi cái gì. Nó giống như cái từ against. Đúng không? Chống lại cái gì? Câu 13 là một cấu trúc với động từ prefer.
Bài này chúng ta đang luyện tập thấy là có rất là nhiều cụm động từ đúng không? Giới từ sau động từ prefer là cái gì đây? Cấu trúc của prefer là gì đây? Xin mời Thanh Trà nào. Thanh Trà, Thu Thảo đâu? Là có đáp án gì nào? Mỹ Trần đã nói rằng đó chính là đáp án C. Không biết là Mỹ Trần có chính xác không? Các đồng bọn của Mỹ Trần có đồng ý với Mỹ Trần không ạ? Quốc Hưng cũng cho rằng là C. Phanh Phanh đồng ý luôn. Vân Anh, wow, rất là nhiều đồng bọn đều đồng ý là C. Mình sẽ xem tại sao lại là C nhá. Bởi vì thứ nhất là chúng ta phải biết cái từ prefer nó có nghĩa là thích cái gì hơn cái gì đúng không ạ? Hoặc là thích hơn. Chúng ta lưu ý về cấu trúc cô viết cho chúng ta xem này. Prefer là thích hơn. Đấy. Something to something hoặc là verbing to verbing, nghĩa là thích cái này hơn cái này, thích việc này hơn việc này, đấy chứ ạ. Và quan trọng nhất là chúng ta phải sử dụng đúng giới từ to. Vì thế ở đây chúng ta có prefer tea to coffee, thích trà hơn là cà phê. Đáp án 13 là C nhá. Được chưa ạ? Bây giờ đến với câu 14 nào. Câu 14 của đồng chí nào đây? Trọng Tín có đáp án cho câu 14 chưa? 14 này là một động từ liên cấu trúc giới từ liên quan đến từ remind. Triệu bảo 13C đồng ý luôn. Hạnh Ole đồng ý với em luôn nha. Hôm nay trong cái chủ đề live free về cái giới từ này thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều cái cụm động từ mà phải đi kèm với cái giới từ đó, nó thuộc về công thức rồi. Cho nên chúng ta có thể take note lại để học nhá. Bạn nào mà take note không kịp hoặc là viết hơi chậm ấy thì có thể là xem lại bài live của cô để take note cho nó cẩn thận nha. Đến với câu 14 chúng ta sẽ xem ạ. This house reminds me chấm chấm the one I lived in when I was a child. Đây là gì? Cái ngôi nhà này nó gợi nhắc cho tôi. Cái động từ remind là động từ quan trọng của câu này. Vì chúng ta sẽ phải tìm một cái giới từ đằng sau remind. Cái ngôi nhà này nó gợi nhắc cho tôi chấm chấm the one I live in, với cái ngôi mà tôi đã sống, với ngôi nhà mà tôi đã sống khi mà tôi còn là một đứa trẻ. Được không chị ạ? Chắc là phải có điểm tương đồng gì đó thì chúng ta mới gợi nhớ được. Thanh Nghiêm đều cho là đáp án D. Hiện nay các bạn đều cho là đáp án D. Không biết là có bạn nào dám bật lên không ạ? Cho đáp án khác cho nó cool ngầu này em ơi. Có bạn nào có đáp án khác cool ngầu hơn không ạ? Remind gì ạ? Remind là gợi nhắc. Gợi nhắc về điều gì? Chúng ta có cấu trúc gì liên quan động từ remind các em ơi? Remind là gợi nhắc và chúng ta sẽ liên quan đến cấu trúc đây ạ. Cô sẽ viết ở đây ạ. Remind somebody of something hoặc là doing something. Đấy, gợi nhắc về điều gì? Gợi nhắc về việc gì? Thì chúng ta sẽ có từ of và vì vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án D. Bỏ against đi, against là chống lại, to là tới, about là về. Không chính xác đây, chúng ta phải chọn remind of nhá. Remind somebody of something. Đấy chưa ạ? Gợi nhắc ai đó về điều gì? Câu số 15. Câu số 15 liên quan đến động từ accuse. Được chưa ạ? Câu số 15 liên quan đến động từ accuse. Ở đây là câu bị động này. To be cộng phân từ 2, đây là câu bị động em ạ. Ba người học sinh được accuse. Accuse là bị buộc tội. Buộc tội là cheating, gian lận in the examination. Examination trọng âm vào đâu? Examination, cái từ sần này thì trọng âm sẽ luôn luôn vào âm tiết trước nó cho nên sẽ vào từ này. Examination, bài kiểm tra. Cheating là gian lận, thi cử. Được chưa ạ? Accused đi với giới từ gì ạ? Accused of à? Có chắc chắn không nào? Đúng rồi, bây giờ chúng ta lưu ý học thuộc cái cụm này cho cô nha. Học thuộc cái động từ liên quan đến động từ accused này. Liên quan đến động từ accused chúng ta có cấu trúc như sau. Accused somebody of doing something, nghĩa là buộc tội ai đó. I wrote to the company to ask them cái điều gì đấy ạ? Wrote ở đây là gì? Wrote ở đây chính là viết thư em nhé. Wrote là quá khứ của động từ write là viết thư. Wrote là quá khứ của động từ write là viết thư. Tôi viết thư tới một cái công ty to ask them, để hỏi họ cái điều gì ạ? Hỏi thêm các cái gì? More information about the job, hỏi thêm các thông tin về công việc. Ở đây chúng ta có cấu trúc hỏi thì sẽ đi với giới từ gì ạ? Này, câu này câu 16 có động từ ask nha. Đi với giới từ gì đây? Hồng Đào cho rằng là không biết Thanh Trà có đồng ý với Hồng Đào không ạ? Các bạn khác đâu ạ? Các bạn khác sôi nổi lên ạ, cho cô biết đáp án của mình đi ạ. Chúng ta chọn đáp án gì, chúng ta mạnh dạn đặt comment cho cô xem ạ. Hạnh Lê ở 16A. Hạnh Lê có chắc không em? Ask for. Ở đây chúng ta lưu ý là làm sẽ phải học thuộc cái cấu trúc liên quan đến động từ ask đúng không? Ask forward là tiến về phía trước, không đúng rồi. Forward là về phía trước. Along là dọc cái gì đó. In thì không hợp mà ở đây chỉ có thể là ask for. Ask them
for more information, tức là hỏi họ để lấy thêm thông tin về công việc này. Và chúng ta có đáp án là 16A. Đến với câu 17 nha. Câu 17 này cũng hơi lăn tăn một chút. Chúng ta xem chúng ta chọn gì nào. Three men have been arrested. Đây là câu bị động hiện tại hoàn thành. Ba người đàn ông đã bị gì ạ? Arrest là bị bắt. Nhá, arrest là bị bắt. Động từ arrest này nó kết thúc bằng T, cho nên chúng ta sẽ đọc là arrested, arrested, được chưa ạ? Cách đọc ED này cũng sẽ là một trong những cái chuyên đề mà những cái bạn mà mất gốc ấy thì có thể tham khảo khóa học live VIP nhá, để chúng ta nắm được những quy tắc đọc ED và những cách mà chia động từ, bởi vì là những cái đó thì chắc chắn là sẽ có thi. Nhìn vào đây là phải biết đây là chủ động hay bị động, đúng không ạ? Have been cộng phân thứ hai là bị động rồi. Ở thì gì? Ở thì hiện tại hoàn thành. Ba người đàn ông đã bị bắt và charge. Charge này có nghĩa là quy tội ấy. Quy tội, robbery là ăn cướp, ăn cắp. Được chưa? 17B à? Charge into là vào, hay about là về, hay là up là lên trên. Thì không chính xác, ở đây chúng ta có charge with. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ học cái cấu trúc liên quan cấu trúc chủ động của nó nhá. Là quy tội ai đó về việc gì sẽ là charge somebody with something. Quy tội ai đó với cái gì đây em ạ? Là charge somebody with something. Vì vậy chúng ta sẽ có từ charge with robbery là ba người này đã bị quy tội là ăn trộm, ăn cướp. Và chúng ta có từ charge with, được chưa ạ? Ok. Đến với câu số 18. Câu số 18, các cao thủ của cô chọn đáp án gì đây ạ? Bài này nhá, thực ra là yêu cầu các cao thủ phải làm đúng hết. Bởi vì sao? Bởi vì là các câu trắc nghiệm cô đặt ra trong cái bài này nó không quá khó. Còn các em muốn học về cái chuyên đề giới từ nâng cao ấy, đằng sau cụm động từ tính từ ấy, thì chúng ta có thể tham khảo học của học Live VIP và Live VIP Pro của cô nhá. Inbox và trong page cô sẽ chia sẻ kỹ hơn. Bây giờ đến với câu 18, Hồng Đào cho rằng đáp án C. Có bạn nào có đáp án khác Hồng Đào không ạ? Hồng Đào thủ khoa đương thời làm đúng nhiều lắm em ạ. Hồng Đào theo học của cô chắc là từ những buổi đầu tiên ở trên online đấy nhỉ. Hồng Đào có thể inbox và cô sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái lộ trình mà em có thể theo để đảm bảo cái mục tiêu 9 cộng và thậm chí là được điểm 10 của mình nhá. Được điểm 10 nó nằm trong tầm tay của Hồng Đào nếu như mà chúng ta có thể luyện tập thật là kỹ theo các cái chuyên đề nâng cao của cô. When I heard he passed, the examination. Examination là kỳ thi, cái động từ pass này là đỗ. Và ở đây chúng ta có quá khứ hoàn thành had cộng phân thứ hai là đã đỗ rồi. Khi mà tôi nghe thấy rằng là anh ta đã đỗ cái kỳ thi rồi, I phone him to congratulate. Cái từ congratulate này các em đã học cùng với cô thì đều biết trọng âm này vào bao nhiêu, vào đâu, vào âm nào ạ? Các bạn học cùng với cô là ở trên online livestream là cô đã giảng về cái cách mà chúng ta phát âm các động từ có đuôi liên quan đến âm s ở cuối rồi đấy nhá. Cô dạy hết một số cái cách phát âm rồi đấy, cho nên là chúng ta phải lưu ý thật kỹ. Còn cái chuyên đề dạy phát âm ấy, đánh dấu trọng âm ấy, thì cô sẽ tổ chức vào khá là nhiều các buổi về sau. Các em có thể follow page của cô để học nhá. Còn bạn nào mà muốn học theo lộ trình đầy đủ thì chúng ta có thể tham khảo khóa Live VIP và Live VIP Pro. Ở đây câu này có động từ congratulate, được chưa ạ? Cái đuôi let này sẽ là đuôi thứ 3 này. Đây này, 2 này, đây là 1 này. Đếm từ 3 lùi về và nó sẽ rơi vào gra. Congratulate, congratulate là chúc mừng. Khi mà tôi nghe thấy rằng, when I heard, nó có khứ của động từ hear ấy, là nghe ấy. Đây, hear này là nghe này, heard là thêm đây là đã nghe. Khi mà tôi đã nghe thấy rằng là ông ta đã vượt qua được kỳ thi của mình, thì tôi gọi điện cho anh ta để chúc mừng ông ta về cái thành công của mình, đúng không? Và chúng ta sẽ có cái giới từ liên quan đến động từ congratulate là gì ạ? Congratulate là congratulate là chúc mừng ạ. Nào, 700 anh em đang học sẽ cho cô biết là câu 18 chọn gì ạ? Cái chuyên đề về giới từ này cũng rất là quan trọng với rất nhiều những cụm động từ có giới từ đằng sau, đúng không? Không biết là các bạn chọn congratulate somebody gì ạ? Ở đây ấy, thì chúng ta sẽ chắc chắn là loại bỏ đáp án back đi. Back là trở về sau, về phía trước, không đúng rồi. Over là quá cũng không liên quan. Chúng ta chỉ có thể là congratulate him on his success hoặc là congratulate him with his success thôi. Thì không biết là các bạn chọn gì ạ? Bạn nào mà dịch tiếng Việt thì có thể là sẽ bị nhầm lẫn một chút, đúng không? Nghĩa là khi tôi nghe thấy rằng anh ta đã đỗ kỳ thi, tôi gọi điện cho anh ta để chúc mừng anh ta với cái thành công của anh đấy. Thì đấy là chúng ta dịch tiếng Việt thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không sử dụng with ở đây. Các em phải sử dụng cấu trúc là on, bởi vì giống như Hồng Đào vừa mới comment vào trong chat box ấy. Bạn nào còn đang lăn tăn thì nhớ inbox vào page của cô nha. Chúng ta có động từ
Gì ạ? Ở đây chúng ta có congratulate somebody on his success là để chúc mừng ai đó có được cái thành công của mình, thì chúng ta có cấu trúc là congratulate. Congratulate là chúc mừng ạ, somebody, ai đó on something. Chúc mừng ai đó về việc gì? Congratulate somebody on something. Được chưa ạ? Rồi, rất tốt. Bây giờ đến với câu 19 thôi, đến với câu 19 thôi nào. Ok, Hồng Đào, Quỳnh Giao, Tú Linh Nhi, Thu Thảo, Triệu, My Liêu, rất là nhiều bạn đang rất là tích cực học tập, và đặc biệt là hôm nay rất là nhiều bạn để lại comment cho cô, nên là cô có thể nắm rõ được cái lực học của các em hơn. Và khi mà cô nắm được cái lực học của các em cũng như là cái mục tiêu cam kết của các em thì em hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình nhé. Rồi ạ, lớp học Live VIP và Live VIP Pro cô đang sắp khai giảng rồi, cho nên là chúng ta đừng để lỡ các buổi học, chúng ta có thể inbox ngay vào trong page của cô nha. Câu 19, cut the meat. Cut the meat là thái thịt đi. Dạ, small pieces. Small piece này là một mẩu hoặc là một miếng, đúng không ạ? Before frying it. Fry này là động từ fry, là nướng, là dán lên. Thì ở đây người ta nói là gì? Hãy gì ạ? Hãy cắt thịt thành những cái miếng nhỏ trước khi fry nó lên, trước khi dán nó lên, đúng không ạ? Trước khi chiên nó lên. Và chúng ta sẽ có cái từ gì đấy ạ? Cut the meat. Cut the meat gì ạ? Thành những miếng nhỏ. 19A. Ở đây chúng ta không thể sử dụng of được, cũng không thể là about là về, along là cùng với, mà chúng ta sẽ sử dụng into. Into là thành những cái miếng nhỏ, giống như là cắt thành các miếng nhỏ hoặc là chia thành các miếng nhỏ, thì chúng ta có cut the meat into nhá. Into small pieces. Được chưa ạ? Chúc mừng Hồng Đào, đáp án rất chính xác. Dạo này Hồng Đào cũng gặp nhiều đối thủ hơn rất là nhiều rồi, như là đối thủ của Hồng Đào thì có thể là Thu Thảo, Thanh Nhi, Hạnh Lê, Quốc Hưng, Mỹ Trần. Không biết là các bạn theo Hồng Đào, Mỹ Trần, Quốc Hưng, Thu Thảo là dự định thi khối gì và em muốn thi vào trường đại học nào. Các bạn có thể chia sẻ với cô xem là mục tiêu của mình như thế nào nhé. Xem là chúng ta muốn đạt được mục tiêu bao nhiêu, muốn thi vào trường gì. Thì cô có thể chia sẻ tâm sự với em, bởi vì thực ra là cô cũng đã trải qua hai trường đại học rồi. Và cô cũng có những cái kinh nghiệm có thể để kể lại cho các em được, đúng không? Đại học thứ nhất của cô là Đại học Ngoại thương, và đại học thứ hai của cô là Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. Thì cô cũng đã trải qua hai trường rồi, cho nên là chắc chắn là cô sẽ có những cái chút kinh nghiệm để có thể chia sẻ cho các em về những cái bí kíp học tập, cũng như là cái mục cách làm thế nào để đạt được mục tiêu, mình có thể đỗ được cái trường học mà mình mơ ước hoặc là mình mong muốn. Thì nó đều có những cái kế hoạch mà chúng ta có thể thực hiện được. Các em có thể chia sẻ thì cô sẽ tâm sự với các bạn nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 20 ạ. Câu 20 chúng ta có đáp án gì ạ? Hôm nay các em rất là chăm học nha. 753 bạn đang theo dõi cái buổi học của cô ngày hôm nay. Chúng ta thả tim cho cô thật nhiều được không? Câu 20 xem nào. I haven't seen her. Haven't seen là hiện tại hoàn thành, đúng không ạ? Tức là tôi đã không thấy cô ấy, không gặp cô ấy. Seen là kể từ khi, và ở cái vế seen này sẽ là chủ ngữ cộng quá khứ, cộng động từ quá khứ đơn, đúng không? Past simple. Rồi, tôi đã không gặp cô ấy kể từ khi cô ấy rời nhà chấm 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 work this morning. Đấy. Rời nhà đi đâu đây? Left home. Seen nữa thì không thể được rồi, đã có một seen là kể từ khi ở đây rồi, không quan. Từ during là trong suốt, thời gian làm gì cũng không chính xác ở câu này. Chúng ta sẽ có left home from work hay là for work ạ? Rời nhà để tới nơi làm việc, đúng không? Đấy. Rời nhà để tới nơi làm việc. Từ lúc cô ấy rời nhà để tới nơi làm việc sáng nay, thì từ đó đến giờ là chưa nhìn thấy cô ấy. Đấy, ý là như vậy. Thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng từ from, là mà chúng ta phải dùng từ for. Left home for work có nghĩa là rời nhà để tới nơi làm việc. Và câu 20 chúng ta có đáp án D. Ok, xin chào tất cả các bạn đang học. Bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp với câu 21 nha. Nhiều bạn là trong lúc mà cô đang giảng bài cái thả tim bay tấp tới, là nói chung là rất là tình cảm nhỉ. Trái tim là bay nhảy khắp nơi. Câu 21 xem nào. I'm not going out yet. Cái từ yet thế này, nhiều bạn sẽ nói với cô là cô ơi, cái từ yet này nó là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành, nghĩa là chỉ trong hiện tại hoàn thành mới sử dụng thôi, đặc biệt là câu phủ định ấy, nghĩa là vẫn chưa. Thì đúng là nó xuất hiện rất là nhiều trong hiện tại hoàn thành, câu phủ định và câu hỏi. Tuy nhiên từ yet này nó vẫn có thể sử dụng ở rất là nhiều thì khác. Cái từ yet đơn giản là vẫn chưa mà thôi. I'm not going out yet, tức là tới bây giờ tôi vẫn chưa ra ngoài. I'm waiting gì ạ? The rain to stop. Chúng ta có động từ wait thì sẽ có cái giới từ gì liên quan động từ wait các em ơi?
Hạnh Lê cho đáp án 21 là gì đây? Cảm ơn Hồng Đào, Ngọc Quyên, Như Ý, Phan chào em. Rồi xin chào các em. Ở đây chúng ta sẽ thấy là weight gì ạ? 21A. Hầu hết các cái đối thủ của Hồng Đào đều chọn 21A. Không biết là Phanh Phanh có phải đối thủ Hồng Đào không, nhưng mà cô nhìn mặt Phanh Phanh là nguy hiểm lắm đấy. Trả lời câu nào đúng câu đấy. Chết tươi luôn đúng không? Ở đây chúng ta sẽ không có weight away, không có weight from, không có weight up, mà chúng ta chỉ có weight for thôi. Đúng không ạ? Những cái bài ngày hôm nay là những cái động từ liên quan đến các cụm giới từ sau động từ. Bài hôm nay nó cũng khá là dễ. Cô thấy là nó không phải dễ nhưng mà nó nằm ở cái mức độ khó vừa phải, chưa phân loại được học sinh 9 cộng. Còn nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu những cái dạng bài mà giới từ sau động từ mà để phân loại học sinh 9 cộng ấy, thì các em lưu ý, các em có thể là tham khảo khóa học Live VIP nhá, hoặc Live VIP Pro. 22. Sorry, I haven't written. Haven't written là haven't cộng phân từ 2, đấy là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành, nghĩa là vẫn chưa viết. Xin lỗi, tôi vẫn chưa viết chấm chấm bạn for such a long time, trong một thời gian dài như vậy. Cô dịch là tôi và bạn thôi, thực ra là gì? Xin lỗi em, anh đã không viết thư cho em trong một thời gian dài, đúng không? Anh đang mải chat với một người khác. Đấy, ví dụ thế. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ là viết cho ai đó. Ở đây chúng ta hiểu là viết cái gì? Viết nốt à? Hay là viết vở? Hay viết văn? Hay là viết thư? Ở đây chắc chắn là viết thư đấy em ạ. Write gì ạ? Write to somebody sẽ là câu trả lời. Write to somebody là viết thư từ cho ai đó nhá. Write to somebody là viết thư từ cho ai đó. Wait for thì dễ rồi, được chưa? Bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo. Mình sẽ đến với câu tiếp theo nào. Câu 23. Tú Linh Nhi, Quỳnh Giao. Tú Linh Nhi chọn gì em ơi? Câu 23. 23. 22A là đúng rồi em ạ. 22 chúng ta không chọn C nha. 22A. Bởi vì gì ạ? Write to somebody mà, viết thư cho ai đó mà nhá. Xin chào Thảo Nguyên, xin chào em. Ok, bây giờ mình đến với câu 23. Hồng Đào rất là nhanh, tốc độ internet của nhà Hồng Đào có vẻ cao đấy nhỉ. Ok, cá mập cắn ở đâu chứ không cắn vào mạng Hồng Đào. Cô thấy buổi nào học cũng rất là tốc độ rất là tốt, trả lời rất là nhanh. Who was that man? Đúng không ạ? I saw you talking chấm 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 in the pub. Người đàn ông đó là ai? Tôi nhìn thấy bạn nói chuyện chấm 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 ở trong pub là cái quán rượu ấy. Bạn nói chuyện với người đàn ông đó đúng không? Ở trong cái quán đó, người đàn ông đó là ai? Người mà tôi đã thấy bạn nói chuyện với ở trong quán rượu đúng không nào? Ý câu này là như vậy. Và ở đây chúng ta sẽ có từ gì? Talk up thì không chính xác rồi. Up nó có nghĩa là hướng lên trên. Back là ra sau lưng, ra đằng sau hoặc là về quá khứ. From là từ thì không chính xác. Đây chúng ta sẽ có talk to. Talk to là nói chuyện gì ạ? À, chết nha. Cô biết là tại sao Hồng Đào có thể xài cái wifi nhà kế bên rồi. Bởi vì cái anh nhà kế bên cho con cái mật khẩu của wifi đúng không? Dùng mỹ nhân kế đúng không nào? Hàng ngày ra ban công ngắm anh ấy, thế là anh ấy cho luôn cái wifi. I saw you talking to in the pub nhá. Là nói chuyện với ai đó, chúng ta có cấu trúc là talk to somebody em nhá. Talk to somebody là nói chuyện với ai đó. Trong tiếng Anh chúng ta có nói chuyện với ai đó, có talk with không? Talk to somebody thì chúng ta thấy ở đây rồi. Có bao giờ có talk with somebody không? Talk with you, I want to talk with you ấy. Talk about có chứ em. Ồ Ngọc Quyên ơi, talk about là nói về vấn đề gì? Em ạ. Talk about là nói về vấn đề gì nhá. Có chứ, có talk about. Talk about là nói về vấn đề gì. Còn đây là talk to somebody là nói chuyện với ai? Em ạ. Chúng ta thường dịch tiếng Việt là nói chuyện với bạn. Chúng ta hay nói là talk with you, I want to talk with you đúng không? Thực ra talk with thì nó cũng không phải là sai đâu. Tuy nhiên là trong tiếng Anh thì cái cụm mà phổ biến nhất chúng ta hay dùng là talk to somebody, nói chuyện với ai đó. Còn talk about something là nói về điều gì, được chưa? Bây giờ lại bảo là I want to talk about him, là tôi muốn nói chuyện với anh ta. Đấy thì cũng được nhá. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Ngọc Quyên. Bạn nào có hỏi gì, cô Ray sắp lên, cô sẽ trả lời nhá. Bây giờ mình đến với câu 24. Xin chào Linh Nguyễn, xin chào Quỳnh Giao. Quỳnh Giao chưa để lại đáp án gì cho cô đâu nha. Quỳnh Giao ơi, em có thể để lại đáp án cho cô để cô xem là độ nguy hiểm của em như thế nào so với các cái đối thủ của em ở trong lớp học của cô nhá. Và các em có thể là xem các buổi live hàng ngày của cô để có thể cải thiện được vốn tiếng Anh của chính mình, được chưa ạ? Ok Ngọc Quyên, rất tốt ạ. Bây giờ các em thấy không, Hồng Đào sử dụng wifi ké cực kỳ nhanh luôn.
trả lời hần như lúc nào cũng là đầu tiên luôn nhá. Xem là còn bạn nào ở đây điểm danh sử dụng wifi ké đúng không ạ? 24, what happened, chấm chấm chấm, the gold watch you used to have. Ở đây cái từ gold này nó có nghĩa là vàng, màu vàng ấy, vàng như kiểu là vàng kim loại đá quý, chứ không phải là màu vàng của ánh mặt trời đâu nhá. Điều gì xảy ra với cái đồng hồ vàng mà you used to have? Used to là đã từng. Used to này là đã từng, giờ không còn nữa đâu. Đúng không ạ? Đã từng có. Điều gì đã xảy ra với cái đồng hồ vàng mà bạn đã từng có? Đã từng có tức là bây giờ không còn cái đồng hồ đấy nữa em ạ. Đấy, used to tức là đã từng, giờ không còn làm nữa. Ví dụ tôi đã từng yêu anh ấy, là I used to love you. Nha. Tôi đã từng yêu em ấy, là I used to love you. Câu này cực kỳ nguy hiểm bởi vì câu đấy thể hiện là gì? Là bây giờ tôi không còn yêu em nữa. Được chưa? Used to là đã từng làm gì, giờ không còn làm nữa. Thôi bây giờ quay lại với cái động từ happen. Xảy ra với cái gì thì chúng ta có giới từ gì ạ? Happen gì đây ạ? What happened chấm chấm with the gold watch? Hay là what happened against? Hay là what happened for? Hay what happened to? Các bạn đã có đáp án của mình chưa? Hồng Đào là sử dụng wifi ké là trả lời nhanh cực kỳ luôn. Đã có đáp án rồi. Bạn nào muốn trả lời nhanh là cứ sử dụng wifi ké cho cô nha. Cảm ơn Đức đã thả tim bài học của cô. Bạn nào chưa like, share nhớ share nha. Chúng ta có từ with là với này. Có từ against là chống đối lại, ngược lại này. Từ for là dành cho này. Từ to là tới. Ở đây ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái cấu trúc của happen là happen to. Điều gì đã xảy đến với, điều gì đã xảy đến tới cái đồng hồ vàng mà bạn đã từng có, bây giờ thì bạn không còn có nó nữa, nhưng điều gì đã xảy ra với nó vậy, được chưa? Chúc mừng Minh Liêu, Thu Thảo, Mỹ Trần, Hồng Đào đều là những bạn mà đưa ra những đáp án rất là chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Ok, Hạnh Lê phanh phanh. Đấy, càng ngày Hạnh Lê là càng thể hiện được độ nguy hiểm của bản thân mình đúng không? Câu 25. I look stupid with that haircut. Từ haircut ở đây là một danh từ. Haircut là danh từ ghép, nghĩa là đi cắt tóc. Thường người đi cắt tóc xong thì trông sẽ hơi stupid một tí đúng không? Stupid một tí thôi. Tôi trông thật là stupid, hơi ngốc nghếch, hơi ngờ ngờ với cái mái tóc mới được, mới cái kiểu cắt tóc mới này. Everyone will laugh me. Chúng ta sẽ xem là với động từ laugh thì giới từ của nó là gì ạ? 25B à? Các bạn có vẻ chắc chắn nhở? Gọi là chỉ trả lời một lần mà đúng ngay. Xem có phải 25 là B không nhá. Chào Thu Thảo. Thu Thảo share bài cho cô chưa? Cô gái ngồi trên top Skybar. Laugh gì đi ạ? Laugh in à? Laugh là cười to. Cười chế nhạo. Đấy, cười to hoặc là chế nhạo. Ở đây chúng ta sẽ không có laugh in đâu em ạ. Cũng không có laugh into. Cũng không có laugh away. Mà phải là laugh at. Các em lưu ý đọc đúng cái động từ laugh này nhá. Động từ laugh này này, nó là có cái chữ GH này, nhưng nó phiên âm là chữ F. Chúng ta đọc là laugh, laugh, được chưa? Laugh at somebody, luôn luôn sẽ là laugh at somebody. Là gì ạ? Là cười chê ai đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 26 nhá. Câu 26, your salary is very low. Lương của salary rất là thấp. Salary là lương, lương của bạn George rất là thấp. It isn't enough to gì ạ? Live gì? Live là sống. Không đủ để sống. Sống cái gì đây? Sống dựa vào đồng lương đó, đúng không ạ? Lớp chúng ta đang được 796 mắt xem và cô hy vọng nó sẽ sớm nổi thành 800. Không biết là có nổi đủ không? Các bạn share cho cô đi, share cho cô cho nó lên đủ 800 cho cô vui nào. Ok, Ngọc Quyên. Ngọc Quyên đã ra lệnh là leave on. Không biết là con Ngọc Quyên có muốn sửa không? Lương của bạn chót thì rất là thấp. Nó không đủ để gì ạ? Sống gì ạ? Leave about. About là về ạ? Câu này không liên quan. Từ đi kèm với giới từ và cô chắc chắn rằng nếu như các em mà tập trung với cái nhiệm vụ của mình trong các tiết học, take note cẩn thận ý, thì chúng ta sẽ làm bài rất là chính xác thôi. Các em nhớ live on nhá, live on nhá, ghi chép đầy đủ cho cô sau các buổi học live nhá. Và bạn nào mà đang chép live đầy đủ thì nhớ take note ra vở để có thể chụp ảnh cho cô gửi vào inbox và page nhá. Live on là sống dựa vào điều gì? Live on something, sống dựa vào điều gì? Và các bạn chọn 26C là chính xác. Cảm ơn Tú Linh Nhi phanh phanh. Rồi các bạn có muốn tiếp tục đến câu 30 không ạ? Bây giờ chúng mình sẽ đến với câu tiếp theo nhá. Hôm nay cô sẽ chữa đến đến khi nào mà gì ạ? Mà chúng ta sẽ chữa đến câu 30 trong cái đề ngày hôm nay. I've lost my key.
I've lost này là quá khứ, à, là hiện tại hoàn thành đúng không ạ? Have lost. Lost là dạng phân từ 2 và cũng là động từ quá khứ luôn. I've lost my key nghĩa là gì ạ? Tôi đã làm mất cái chìa khóa của tôi rồi. Can you help me look chấm chấm chấm. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái giới từ liên quan đến look nhá. Ví dụ như là look up. Look up ấy là tra từ điển. Look up là tra từ điển em ạ. Cái cụm look up là tra từ điển. Ở đây thì tôi mất chìa khóa thì có đi tra từ điển để lấy chìa khóa không? Không. Look after là chăm sóc cũng không. Look for là đi tìm kiếm là đáp án chính xác. Look into thì không có đáp án ở đây. Và chúng ta sẽ có look for đi tìm kiếm. Cái động từ look này, riêng cái collocation của động từ look thì cực kỳ nhiều luôn. Và các bạn có thể tham khảo trên post và page của cô. Cô sẽ up một số những cái collocation của động từ look để cho chúng ta có thể tham khảo. Còn bạn nào mà đăng ký học Live VIP và Live VIP Pro thì ở đấy em sẽ được học rất là đầy đủ về các cái nhánh của giới từ đi kèm với động từ look nhá. Và tất nhiên là rất nhiều động từ khác nữa. Câu 28 có cái động từ believe. Động từ believe này nghĩa là tin. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ giới từ gì đi qua nó động từ believe đây ạ? Saying what I think là nói những cái điều mà tôi nghĩ. I believe gì? I believe on, I believe in, I believe with, I believe for. Ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phải chọn một đáp án liên quan đến động từ believe và giới từ của nó. Thì các em biết là chúng ta sẽ không có believe for đâu. 28B, 228A. Một số bạn cho là B, một số bạn cho là A. Sẽ xem nhé. Believe with là tin với thì cũng không chính xác, chúng ta không sử dụng. Và đối với động từ believe chúng ta sử dụng in chứ không sử dụng on. Và chúng ta sẽ có believe in, tin tưởng vào điều gì. Tin tưởng vào điều gì chúng ta có believe in, được chưa? Tin tưởng vào điều gì, ok. Believe in là tin tưởng vào điều gì, được không? 28 chưa? Đến với câu 29 nào. When I realized I was wrong, I apologize to him, chấm chấm mistake. Được chưa? Xem nào. Khi mà tôi nhận ra rằng là tôi đang sai thì tôi đã apologize to somebody, đúng không ạ? Xin lỗi ai đó. Chúng ta đang học cấu trúc liên quan đến động từ apologize. Apologize to somebody. Xin lỗi ai đó về vấn đề gì? Apologize to somebody. Xin lỗi ai đó về vấn đề gì? Chúng ta có từ at hay từ for hay từ of hay từ before. À, apologize to him. Ở đây chắc chắn chúng ta không thể chọn từ at là ở nơi trốn. At thì thường ở một nơi trốn nào đó. Before là trước khi cũng không phải. Apologize to him up thì càng không. Up là nhân lên. Ở đây chúng ta sẽ có từ for. Apologize to him for my mistake. Có nghĩa là xin lỗi tới anh ấy về cái lỗi mà mình gây ra. Và chúng ta sẽ có từ for. Apologize somebody. To somebody nhá. Apologize to somebody for something là cấu trúc của nó ạ. Đến với câu 30, câu cuối cùng bài ngày hôm nay, cùng trong buổi học live ngày hôm nay các bạn chọn đáp án gì ạ? Would you care chấm chấm a cup of coffee? Chúng ta chọn gì ạ? Thảo Nguyên chọn gì em ơi? Ok, 30A, 30C ạ? Có bạn nào có đáp án khác không? Bạn nào mà liên quan đến động từ care thì chúng ta thấy là nó có một số cái cụm động từ liên quan đến từ care đúng không? Chẳng hạn nhá, chúng ta đã làm quen với take care of rồi. Chúng ta đã làm quen với take care of rồi. Take care of có nghĩa là chăm sóc, đúng không ạ? Ở đây không phải là chăm sóc một cốc cà phê đâu, không phải. Cho nên chúng ta bỏ luôn. Care with thì cũng không sử dụng cho trường hợp này. Chúng ta sẽ xem là care about hay là care for. Care about thì chúng ta không sử dụng mà chúng ta sử dụng care for. Care for ở đây là gì? Would you care for a cup of coffee? Nghĩa là bạn có quan tâm đến việc là bây giờ uống một cốc cà phê không? Nghĩa là bạn có muốn uống không? Thì người ta hỏi lịch sự là would you care for a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Được chưa? Bạn có muốn không? Và chúng ta có từ care for a cup of coffee là chính xác của cái đáp án câu này. Câu 7 và câu 30 chúng ta đã chọn được A. Được chưa? Phiếu giới từ này cô có 100 câu. Và cô sẽ like tiếp tục để chữa các câu còn lại và các buổi học sau. Chuyên đề ngày hôm nay là cái chuyên đề về giới từ ấy, cái cụm của nó thường xuất hiện ở sau những cái động từ nào, tính từ nào. Thì cô đánh giá là cái đề này cô đang tổng hợp
những cái dạng bài mà xuất hiện rất là nhiều trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia, nhưng đây là những cái bài mà nó chưa mang tính chất phân loại học sinh 8 cộng 9 cộng nhá. Với những cái chuyên đề về giới từ mà phân loại học sinh 8 cộng 9 cộng thì nó sẽ khó hơn và nó đòi hỏi là các em phải hiểu biết khá là nhiều. Cho nên là bạn nào mà muốn đạt được mục tiêu 8 cộng 9 cộng thì các em phải tranh thủ ạ. Tranh thủ inbox vào trong page của cô ngay để cô có thể tư vấn cho các em lộ trình và giúp các em đạt được mục tiêu 8 cộng và 9 cộng nhá. Bây giờ thì chắc là chúng cô phải chào 758 anh em đang xem tiết học của cô và hẹn gặp lại các em vào các buổi sau. Ngày mai cô có live nhá. Nhưng mà ngày mai cô sẽ live. Mà buổi ngày mai là một buổi các em không thể bỏ qua. Cảm ơn Hồng Đào. Ngày mai chúng ta cô sẽ live về cấu trúc câu bị động và câu bị động ở dạng cơ bản và rất là hay. Đó là ngày mai cô sẽ giới thiệu luôn cả những dạng nâng cao của câu bị động. Và các em biết không, ông bộ ông ấy rất là tinh tế em ạ. Nếu các em chỉ làm được dạng basic thì các em sẽ đạt được mục tiêu như là 6 cộng, 7 cộng. Còn nếu như chúng ta mà làm cái dạng nâng cao thì các em sẽ đạt được mục tiêu 8, 9 và 10, 8, 9 đến 10. Cho nên là nếu như mà chúng ta đang cân nhắc cái việc tham gia cái khối học gì trong năm học sắp tới thì các em sẽ inbox vào page của cô, chia sẻ cho cô xem là em muốn thi trường gì và cái mục tiêu tiết học, mục tiêu cái điểm số của em ở môn tiếng Anh trong kỳ thi trung học phổ thông là bao nhiêu thì có thể tư vấn lộ trình phù hợp. Và với một cái lộ trình học có cam kết với kết quả như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể chinh phục được cái điểm số của mình, được không ạ? Giờ này sang năm là chúng ta đã có thể xả với nhau để thích nốt lại những cái thành tựu mà mình đã đạt được rồi. Cho nên là không còn chần chừ gì nữa nha. Nhớ inbox vào page của cô sẽ tư vấn cho các em, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời tạm biệt nhau nhé. Xin chào Hồng Đào này. Câu này em bấm máy tính à? Ôi dồi ôi. Đi thi được tiếng Anh là bấm máy tính là cũng hoành tráng đấy em ạ. Người ta lại tưởng là mình không hề nguy hiểm, đúng không? Ok, goodbye Lê, goodbye My Liêu. Xin chào tất cả các bạn. Và các bạn nhớ là chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn về môn tiếng Anh trong inbox và page của cô. Các em có những khó khăn gì khi học cái môn học này hoặc là đặt mục tiêu như thế nào thì chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn với cô để cô có thể là làm như thế nào nhỉ? Gọi là những cái bí kíp ruột gan ấy. Đấy, là lôi hết ra để giúp học sinh của mình đạt được cái mục tiêu nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các em vào trong buổi sau. Và buổi sau là tuần sau. Còn ngày mai thì chúng ta sẽ học về câu bị động. Các em lưu ý là bài ngày mai là một bài không thể bỏ qua nhá. Must learn nhá. Bởi vì ngày mai là chúng ta sẽ học về câu bị động với dạng nâng cao và cả dạng cơ bản nữa. Và với những cái dạng nâng cao thì chúng ta biết là với cái cách học ngữ pháp mà chúng ta nắm chắc ấy, thì chúng ta làm bài tập rất đơn giản. Không hề gì có khó khăn đâu. Cho nên là chúng ta nhớ theo dõi đầy đủ nha. Ok, tạm biệt Quốc Hưng, tạm biệt Triệu, tạm biệt Mỹ Trần, Hồng Đào, good afternoon, Linh Nguyễn, goodbye Hạnh Lê, goodbye Minh Liêu, goodbye tất cả các bạn đang theo học ở buổi live của cô. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai nhé. Và bạn nào còn đang chưa hình dung được cái lộ trình học tập như thế nào thì nhớ inbox vào page của cô nha. Cô sẽ trả lời những cái tâm sự của các em và chia sẻ với các em những cái bí kíp mà chúng ta có thể nắm chọn trong lòng bàn tay để gì ạ, để chinh phục cái bài thi của mình. Bây giờ thì sẽ tạm biệt nhau. Và bạn nào mà chưa share cho cô thì share luôn đi nhở. Ở đây là Quốc Hưng share rồi nha. Mỹ Trần share chưa? Triệu ơi share cho cô nào. Share về tường đi. My Liêu, Hạnh Lê share cho cô với. Linh Nguyễn nha. Linh Nguyễn nha, share cho cô nào. Bây giờ thì cô sẽ ấn nút goodbye các em. Chào tạm biệt và chào Đức Duy. Đức Duy hôm nay vào muộn, nhớ học lại từ đầu bằng cách xem lại live trên page của cô nha. Bây giờ thì thực sự là goodbye rồi đây này. Tạm biệt các em, hẹn lại vào ngày mai. Goodbye, see you all.